Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả quý anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Sáng ngày hôm nay thì Thanh Quyền tiếp tục cập nhật một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của các đối tượng Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân cũng như là Nguyễn Văn Miến. Ngày hôm qua thì chúng ta được biết về phía công an tỉnh Long An đó cũng đã có cái thông báo, cái động thái quyết định tiếp theo của công an tỉnh Long An đối với các nhân vật này, đó chính là phát hiện ở đâu thì sẽ ngay lập tức áp giải, đem về để có thể xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là theo tin báo tội phạm từ phía gọi là cục an ninh mạng của Bộ Công an. Chúng ta có thể biết được là đó chính là Bộ Công an đang chỉ đạo Long An để mà làm rõ một số những cái nội dung này. Sáng ngày hôm nay thì các nhân vật, các luật sư này có cái động thái khá là mới, cũng như là cái sự xuất hiện của ông Đặng Đình Mạnh trên trang Facebook cá nhân của mình thì cũng có một cái bài viết liên quan đến cái vấn đề mà đối tượng này đang bị truy tìm với những cái lời lẽ cũng khá là vênh váo nha các chú anh chị. Cụ thể thì Đặng Đình Mạnh đã viết như thế này: thì bị truy tìm. Trong buổi họp báo ngày 27 tháng 6 2023 trả lời truyền thông trong nước về thông tin ba luật sư đang bị truy tìm trong toàn quốc, hiện đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ nhiều ngày trước. Theo đó thì người đại diện công an tỉnh Long An hoàn toàn bác bỏ và cho rằng đấy chỉ là thông tin vô căn cứ trên mạng xã hội. Đồng thời những hình ảnh kèm theo thông tin ấy đã cắt ghép từ những hình ảnh cũ mà thôi. Anh Mạnh anh nói là công an Long An trả lời như vậy, nhưng mà thực chất thì công an Long An không trả lời như cái lời anh Mạnh đã nói nha cô chú chị. Anh này anh đang xuyên tạc nha. Công an tỉnh Long An chỉ nói đó chính là những cái thông tin trên mạng là những cái thông tin gọi là không có căn cứ và hiện tại là chưa thể xác minh được, chứ không có nói là những hình ảnh đó là cắt ghép từ những hình ảnh cũ. Cái này là anh Mạnh anh thêm vô nha, Mạnh Đặng Đình Mạnh đang thêm vô. Bình luận trước quan điểm trình bày của công an của tỉnh Long An thì luật sư Đặng Đình Mạnh, đối tượng đang bị truy tìm cho biết, cái này là anh Mạnh lên tiếng nè: trong suốt quá trình dài làm việc với công an tỉnh Long An cho đến nay, lần đầu tiên ông hoàn toàn nhất trí đồng tình với cách đánh giá sự việc của công an tỉnh Long An, rằng đã không căn cứ vào những thông tin trên mạng xã hội để làm cơ sở xác định kết luận sự việc. Không chỉ biểu lộ sự đồng tình và quan ngênh, ông còn kiến nghị công an tỉnh Long An đình chỉ điều tra theo tin báo tội phạm của Bộ Công an. Anh Mạnh anh yêu cầu là phải đình chỉ điều tra theo tin báo tội phạm của Bộ Công an đối với anh Mạnh cũng như là hai đồng đội của anh Mạnh, đó chính là anh Lăng cũng như là anh Miến. Vì lẽ toàn bộ cơ sở để Bộ Công an giao cho công an tỉnh Long An điều tra các luật sư theo tội danh 331 Bộ luật hình sự cũng đều thu thập từ trên mạng xã hội, rất có thể chúng là đã bị cắt ghép, tương tự như việc cắt ghép hình ảnh các luật sư đến Hoa Kỳ lắp liếm cho những cái nội dung của mình trên trang Facebook, cho đến là các nền tảng như là YouTuber, các đối tượng này vẫn những video clip vẫn còn trên đó, toàn là những cái video clip live stream thôi. Bên cạnh đó Facebook rõ ràng với cái nội dung này rồi, cho chúng ta thấy rằng là anh Mạnh này anh đang vi phạm đó nè, nhưng mà rất là láo tét nha cô chú anh chị. Nói rằng là Bộ Công an chỉ thu thập là những cái hình ảnh gọi là cắt ghép thôi, trên mạng xã hội thôi, là anh ta đang vu cáo cho cả Bộ Công an luôn. Lần này là anh ta gọi là vu cáo cho Bộ Công an luôn, chứ không phải là Long An nữa nha cô chú anh chị. Vu cáo luôn cho Bộ Công an là nói rằng thu thập những cái bằng chứng bài viết của anh ấy trên mạng xã hội là cắt ghép thôi. Kiến nghị này thì theo ông là đảm bảo sự đánh giá sự việc một cách nhất quán, không theo tiêu chuẩn kép. Để bảo vệ quan điểm của mình thì bác bỏ thông tin trên mạng xã hội để kết tội một công dân thì lại căn cứ mạng xã hội. Không chỉ thế, ông còn cho rằng chúng phù hợp với các nguyên tắc tố tụng về sự suy đoán vô tội và có lợi cho người bị điều tra hình sự. Bên cạnh đó thì anh Mạnh còn tung cái hình ảnh mình đang xuất hiện tại Campuchia nha cô chú anh chị. Anh ta tung cái hình ảnh mình xuất hiện tại Campuchia với một số những cái là nhà sư nào đó, anh ta đang cố tình xuyên tạc và bôi bác hình ảnh của một số những cái nhà sư tại Campuchia nha cô chú anh chị. Anh ta đang cố tình đó quý vị. Trong một diễn biến có thể có liên quan, nhiều người Khmer gốc Việt, một địa phương vùng biên thuộc Campuchia giáp ranh tỉnh Long An Việt Nam, đã phát hiện một người đàn ông tóc bạc trạc ngoài 60, đeo kính gọng màu đỏ, áo khoác đen, thái độ khả nghi.
ngoại hình trông rất giống đối tượng với Đặng Đình Mạnh đang bị công an Long An truy tìm, đã trà trộn vào nhóm nhà sư, không rõ là có thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không. Họ đã nhanh chóng trình báo sự việc kèm ảnh chụp. Cơ quan chức năng đang nỗ lực phối hợp cùng với chính quyền Campuchia đó để kiểm chứng cái thông tin này. Anh Mạnh tung cái hình ảnh, một số cái hình ảnh mà xuất hiện cùng với những nhà sư tại Campuchia, trên đó có hình lá cờ của Campuchia luôn nha cô chú anh chị. Anh ta nói rằng là mình đang ở gọi là Campuchia để có thể có cơ hội xuất cảnh sang Hoa Kỳ gì đó, thưa quý vị. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta có thể thấy là hiện tại đó đối tượng gọi là Đào Kim Lân vẫn đang quanh quẩn đâu đó cái khu vực tại giáp ganh vùng biên giới nha cô chú anh chị. Bởi lẽ chúng ta thấy rằng là liên tục like trong phòng kính và với những cái giọng lại giống như là mà đang ở trong một cái khách sạn hoặc là một cái căn hầm nào đó nha quý vị. Đặc biệt đó thì liên quan đến các cái đối tượng này thì chúng ta không thể nào cũng không kể đến những cái người giúp sức tiếp tay cho anh gọi là anh Mạnh này cũng như là anh Lân, cho đến kể cả đó chính là anh Miến, để các đối tượng này có thể gọi là trốn sang các nước ngoài, đặc biệt đó chính là Campuchia. Nếu như Campuchia, Thanh Nguyên nghĩ rằng là trong nhóm các đối tượng như là cô Lan Hay Lúa, Lê Thanh Minh Tú thì khả năng là cô Lan Hay Lúa một trong những cái người có liên quan đến sự việc này, thưa quý vị. Bởi lẽ cô Lan là một trong những người mà có cái những cái đất đai tài sản ở bên Campuchia rất nhiều lần rồi. Chúng ta được biết là cô Lan có cả nhà ở Campuchia luôn. Cho nên nếu nói mà các đối tượng này có thể gọi là trốn sang được Campuchia, dùng biên giới giáp ganh gọi là Long An đó cô chú anh chị, thì người tiếp tay đó chính là cô Lan Hay Lúa, thưa quý vị. Đó chính là cô Lan Hay Lúa. Cho nên có thể nói là truy ra từ cô Lan Hay Lúa có thể biết được đối tượng Đào Kim Lân và các nhân vật này hiện tại đang ở đâu, tôi có chú gì. Và theo cái lời tuyên bố mới nhất của gọi là công an tỉnh Long An đó, là khi thấy các nhân vật này đâu là ngay lập tức sẽ áp giải về để mà xử lý theo quy định của pháp luật mà thôi. Có lẽ là hiện tại là các nhân vật này sẽ khó thoát cái lưới của pháp luật, thưa quý vị. Tất nhiên rồi, các nhân vật như là cô Lan Hay Lúa và kể cả gọi là Thanh Minh Tú sẽ gọi là tiếp tục bao che cho những cái đối tượng này thôi. Bởi lẽ đó họ đang là đồng đội rồi. Nếu như bắt được Đào Kim Lân thì cũng sẽ gọi là lồi ra cô Lan Hay Lúa và Lê Thanh Minh Tú, bởi vì các nhân vật này có thể được xem là đồng phạm trong cái câu chuyện này. Họ đã tiếp tay cho Đào Kim Lân, cho Đặng Đình Mạnh, cho Nguyễn Văn Miến có những hành vi vu khống và xúc phạm đến đảng và nhà nước. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là Bộ Công an luôn thì anh Mạnh anh còn nói là lấy những cái thông tin không có căn cứ, không có cơ sở để mà ghép tội người dân, ghép tội một công dân, như là anh Đặng Đình Mạnh với những cái lời mà rất là láo xược của anh Mạnh. Ngày hôm nay anh đã trồi mặt ra rồi. Trước đó chúng ta được biết là chỉ có anh Lân là anh gọi là lên trên mạng xã hội là mạnh mồm, nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy là ở đằng sau anh Lân là nguyên một cái nhóm, trong đó có anh Mạnh, anh Miến rồi những người còn lại, rất là đông chứ không phải là một cá nhân đâu, là một cái tổ chức luôn, thưa quý vị. Hiện tại thì những cái bạn bè như là anh Sĩ nè, Hàng Ni nè, Thái Văn Đường đâu nè thì cũng đã bị tóm rồi. Chúng ta đó có thể thấy rằng là tại sao cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì được gọi là đưa tin liên tục, mà Hàng Ni hay là Thái Văn Đường hay là Trần Văn Sĩ thì thông tin rồi rất là ít cô chú anh chị. Thông tin rất là ít, đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết là Hàng Ni đang gọi là tạm giam mấy tháng và câu chuyện của Hàng Ni, Văn Sĩ nó sẽ ra sao. Chưa có một thông tin nào kể từ khi các đối tượng này bị bắt. Chúng ta cứ đặt ra câu hỏi những cái đối tượng liên quan đến những cái nhân vật gọi là lưu vong đó, có thể nói là liên quan đến chính trị đó, cô chú anh chị, thì những cái thông tin nó đều rất ít, chứng tỏ một điều Hàng Ni và Văn Sĩ có liên quan đến nhóm tổ chức này, rõ ràng là như vậy. Họ có những cái liên kết với nhau và họ liên quan đến cái câu chuyện mà kết nối với một số những cái thành phần tổ chức lưu vong ở nước ngoài, chứ không đơn giản là cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đâu. Không phải là cái mục đích của họ ngắm vào bà Nguyễn Phương Hằng hay là ngắm vào tỉnh thất Bồng Lai, mà mục đích cuối cùng của họ đó chính là ngắm vào đảng và nhà nước của chúng ta. Thưa quý vị, lợi dụng những cái câu chuyện mà liên quan đến drama, liên quan đến tranh cãi trên mạng xã hội để họ nhảy vào, họ gọi là dẫn dắt
Đấy. Họ gọi là kích động người dân. Ừ. Họ gọi là này lập phe lập phái để mà đi vu khống, đi mà xuyên tạc. À, thì theo thông tin thì quý vị nghe rất là rõ, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng với phía gọi là chính quyền gọi Campuchia để xác minh những cái nguồn thông tin này. Tất nhiên rồi, nếu phát hiện là ngay lập tức tóm đầu mấy này về để mà xử lý theo quy định của pháp luật mà thôi. Thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục cái nguồn thông tin này để mà gửi đến cho tất cả quý vị khán giả chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.